Xin chào quý vị và các bạn đã đến với kênh Tin Tức Showbiz. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những phút giây thư giãn thật vui vẻ cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được xem những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé. Và bây giờ xin mời quý khán giả sẽ cùng đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày. Đầu lại clip Ninh Dương Lan Ngọc thợ mới vào nghề, netizen trầm trồ vì nhan sắc ngày một thăng hạng. Dù sở hữu nhan sắc được xếp vào top đầu trong showbiz Việt, nhưng Lan Ngọc cũng không tránh khỏi những lần bị soi phẫu thuật thẩm mỹ chỉnh sửa nhan sắc. Tuy nhiên, cô chưa từng lên tiếng xác nhận hay phản hồi rõ ràng về thông tin này. Cho tới mấy đây, netizen xôn xao khi khui được đoạn clip năm xưa có sự xuất hiện của Ninh Dương Lan Ngọc. Theo đó, trong clip, Lan Ngọc xuất hiện trong một buổi quay hình phỏng vấn. Cô tỏ ra vui vẻ khi nhận được câu hỏi về nickname yêu thích. Lan Ngọc cho biết, khi quay phim Cánh Đồng Bất Tận, dù ăn nhiều nhưng chỉ bị béo mặt, còn người vẫn gầy gò nên được đặc biệt danh là heo cò. Tuy nhiên, điều khiến netizen bàn tán nhiều nhất chính là nhan sắc của Lan Ngọc ở thời điểm đó. Có thể thấy, ngày mới bước chân vào showbiz, nữ diễn viên dù sở hữu nhan sắc trong trẻ trung cùng nụ cười tươi rói, nhưng gương mặt cô lại có phần to bè, vuông vắn, chứ không thon gọn chuẩn villa như hiện tại. Đặc biệt, phần sống mũi của Lan Ngọc cũng không cao thẳng, chuẩn dáng dọc dừa. Điều này làm dân tình tiếp tục nghi ngờ Ninh Dương Lan Ngọc đã đụng chạm dao kéo sửa mũi, tia mặt và làm thon gọn cằm. Một số bình luận của khán giả: lúc này Lan Ngọc chưa sửa mũi với tia máy nè, giờ sửa rồi xinh hơn. Cho em hỏi chị Ngọc sửa gì vậy ạ? Nâng mũi đúng không ạ? Lan Ngọc nâng mũi hả mọi người? Hình như Lan Ngọc sửa mũi với tiêm thon má, chị tiêm hết mặt nha. Sau 12 năm tham gia showbiz, Lan Ngọc đã có chỗ đứng nhất định và ngày càng nhận được sự quan tâm, yêu mến từ đông đảo khán giả. Bởi lẽ, cô không chỉ xinh đẹp tài năng mà còn có tính cách hết sức dễ thương, hài hước, thân thiện với mọi người. Trước đó, Ninh Dương Lan Ngọc hào hứng chia sẻ loạt ảnh bất chấp camera thường, kèm dòng trạng thái, cưới một chút mốt phương xa từ Louis Vuitton, có ai coi bộ sưu tập xuân hè 2022 chưa nè. Trong suốt hình lần này, Ngọc Nữ lựa chọn cách trang điểm đơn giản, lấy màu sơn đỏ làm điểm nhấn. Không cần đầu tóc cầu kỳ hay trang phục quá lộng lẫy, Lan Ngọc vẫn toát lên được thần thái tự tin cùng vẻ ngoài xinh đẹp chuẩn quý cô. Trước khoảnh khắc đời thường rạng rỡ của Ninh Dương Lan Ngọc, khán giả nhanh chóng dành cơn mưa lời khen cho cô nàng. Chụp vậy thôi mà vẫn đẹp, dù thế nào vẫn xinh bất chấp, vừa sang vừa thanh lịch, xinh quá đi mất thôi chị ơi. Thời gian gần đây, hình ảnh cũng như tên tuổi của Lan Ngọc liên tục được truyền thông, khán giả chú ý sau khi tham gia chương trình Chạy Đi Chờ Chi. Sau nhiều tập phát sóng, với sự nhiệt tình cùng tính cách lầy lội của mình, nữ diễn viên nhận được rất nhiều phản hồi tích cực từ mọi người. Trên khắp các diễn đàn mạng xã hội, người hâm mộ còn thường xuyên bắt trọn những khoảnh khắc đáng yêu, ấn tượng nhất của Lan Ngọc trong các phần chơi. Trước tình cảm, sự mến mộ từ khán giả, Ngọc Nữ không quên gửi lời cảm ơn và rất tích cực giao lưu, tương tác cùng fan hâm mộ trên Facebook và Instagram. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để được theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.